Đi đâu đấy Summer? Ê, hôm nay cậu qua nhà tớ chơi đi. Tớ sẽ làm một nồi canh súp đặc biệt. Được, tớ qua luôn. Về đến nhà, cả hai bắt đầu công việc bếp núc. Chợt, Summer giật mình, hét toáng lên. Ôi, chết rồi. Tớ quên xử mất một nguyên liệu quan trọng. Đấy là hạt từ bông hoa hướng dương, sunflower. Thế thì để tớ đi lấy cho. Mà lấy bao nhiêu là đủ nhỉ? Bây giờ cậu ra cánh đồng đằng sau nhà tớ, lấy giúp tớ 7 hạt hoa hướng dương nhé. Seven seeds. Ok. Cậu bé đi vòng ra sau nhà, trong bụng thầm nghĩ. 7 hạt thôi á? Sao ít thế nhỉ? Thế thì ai ăn ai nhìn đây? Vừa mới dứt câu nói, cậu bé bỗng sững người. Trước mắt cậu là một cây hoa hướng dương khổng lồ. Chúng cao vút như thể là chạm tới mặt trời. Sẵn. Hey, thôi xong, mình lấy hạt kiểu gì bây giờ? Cậu suy nghĩ làm đủ mọi cách để có thể leo lên cây. Nhưng mà cứ trèo lên được khoảng 10 mét là lại bị tụt xuống. Bỏ cuộc với cái cách này, cậu đành thử xếp một chồng gạch. Nhưng còn chưa lên được 1/4 thân cây thì chồng gạch đã lung lay và đổ cái dầm. Tức mình, cậu cầm cái cưa xo ra. Chưa kịp làm gì thì bông hoa bắt đầu lên tiếng đánh đá. Ê này cậu kia, cậu không biết yêu thiên nhiên à? Tính làm gì tôi? Giờ cậu cưa tôi đổ, sau này ai cho cậu hoa hướng dương nữa? Ôi, giật cả mình. Cậu biết nói à? Ồ, tôi xin lỗi nhé, tôi không có ý muốn làm hại cậu đâu. Cơ mà tôi cần mấy hạt hoa hướng dương cơ. Thế sao không nói từ đầu luôn? Giờ muốn lấy hạt hướng dương chứ gì? Hát đi. Hả? Cậu muốn tôi hát bài gì? Hát gì cũng được, miễn sao tôi vui. Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, xong hát liên tu tì mấy bài songs. Bảo phán cho thêm đường là ăn rất là ngọt, là ăn rất là ngọt à. Bông hoa hướng dương thích quá, đung đưa người. Từng hạt hoa hướng dương to ộ, nặng trịch rơi xuống đất. Wow. Ở nhà, Summer đang cặm cụi đun nước và sơ chế. Cậu bé chăn cừu bước vào, tay đang ôm một bọc hoa hướng dương lấp lánh. Hey, tớ về rồi đây. Khó khăn lắm mới lấy được đây nhá. Ôi, cảm ơn cậu. Đúng lúc lắm. Tớ vừa mới chỉ nấu nước xong thôi. Summer cầm lấy bọc hoa hướng dương, lấy từng hạt ra rồi bóc vỏ, rồi thả vào nồi. Thế là xong rồi đó. Bây giờ chúng mình chỉ việc đợi 2 tiếng nữa là sẽ có món ăn. Cậu ở đây trông giúp tớ nồi súp nhá. Tớ sẽ đi gọi các bạn tinh linh khác. Được, cứ để tớ lo. Một lúc sau, Summer trở về, dẫn theo 3 tinh linh còn lại. Ôi dồi ôi, cái mùi gì mà nó khét khét thế nhở? Ôi dồi ôi, nồi súp của tôi! Cậu bé chăn cừu giật phát mình. Ôi chết rồi, xin lỗi cậu, tớ không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Cả hai mớ nồi canh ra thì thấy đã cạn sạch nước, chỉ còn trơ lại mấy hạt hoa hướng dương đã cháy đen thui. Rồi các bạn nhìn nhau cười ấm lên. Ôi, đúng là một món súp đặc biệt. Súp, súp, sun, sun, sunflower, sunflower, seed, seed, song, song, seven, seven, saw, saw.